kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là những lời phê phán rất gay gắt của Chúa Giê-xu. Hiếm khi nào trong tin mừng Chúa Giê-xu có những lời lẽ nặng nề như vậy. Trước thái độ giả hình của nhóm người Pha-ri-siêu này, dường như Chúa Giê-xu không chịu nổi nên có những lời lẽ rất nặng nề đối với họ. Ta hãy cùng xem lại thái độ giả hình của họ như thế nào. Trước hết là lời nói của họ không đi đôi với việc họ làm. Họ chỉ ngồi trên tòa mà phán dạy cho người khác nghe. Những gì họ dạy thì họ lại không làm. Họ bó những gánh nặng, tức là những lề luật tỉ mỉ lên vai người ta, bắt người ta tuân giữ, còn chính họ thì lại không giữ. Ngày Sa-bát, họ cấm người ta làm bất cứ việc gì. Nhưng giả sử có con bò nhà họ rớt xuống giếng, họ sẽ vội vàng kéo lên ngay. Đó là một hành động lừa bịp, phỉnh gạt người khác. Không chỉ là giả hình trước mặt người đời, nhóm người Pha-ri-siêu này còn giả hình trước mặt Thiên Chúa qua những hành động đạo đức giả của họ. Họ làm việc đạo đức cốt để chỉ khoe mẽ, bằng việc đeo những cuộn thánh kinh trước ngực để tỏ ra ta đây là người chăm chỉ đọc thánh kinh, mang những tua áo thật dài cốt để cho mọi người khâm phục vị thế của mình trong cộng đồng tôn giáo. Nhưng thực chất thì lòng dạ của họ chẳng hướng về Thiên Chúa một chút nào. Các hành động tiếp theo của họ mà Chúa Giê-xu liệt kê như: ưa ngồi cổ nhất, chiếm ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi nơi công cộng, và ưa được thiên hạ gọi là Rabbi. Qua những điều đó chứng tỏ họ là một người ưa nâng mình lên, ưa khoe mình và ưa đề cao chính bản thân mình. Ngược lại hoàn toàn với thái độ giả hình của nhóm người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-xu Kitô dạy chúng ta một thái độ sống khiêm nhường và hạ mình. Chúa dạy đừng để ai gọi mình là thầy, là cha, là người lãnh đạo, là nhằm quy tất cả mọi sự về cho Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là đứng độc nhất, đáng tôn thờ, và trọn đời sống của người Kitô hữu được mời gọi quy hướng về vị Thiên Chúa độc nhất ấy mà thôi. Đó cũng là điều mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện bằng kinh lạy Cha mỗi ngày: xin cho danh Cha được cả sáng, nước Cha được trị đến, ý Cha được thể hiện. Bởi đó, những việc làm khiêm nhường mà chúng ta thể hiện trong đời sống là để nhằm tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải đề cao chính mình.
cả những việc đạo đức mà chúng ta đang thực hiện cũng phải nhằm quy về Thiên Chúa là cha độc nhất. Khi nào chúng ta đi trật ra khỏi sự quy hướng ấy là chúng ta đang tìm kiếm chính bản thân mình, và chẳng khác nào chúng ta đang sống thái độ giả hình của những người Pha-ri-siêu mà Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ lên án hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được một tâm lòng khiêm tốn, một tinh thần biết hăng say phục vụ, biết tìm kiếm Chúa và chỉ biết tôn vinh một chính mình Ngài mà thôi. Amen.